Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Cũng đã lâu lắm rồi thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như thế này. Và hôm nay em trực tiếp lên sóng và quay giới thiệu cho quý vị anh chị chiếc xe Mercedes-Benz sản xuất năm 2005 và đăng ký lần đầu là năm 2007. Chiếc xe còn rất là đẹp luôn. Những quý vị anh chị nào đã đi những chiếc xe thuộc dòng Mercedes rồi thì hãy cho em xin một dòng công an biên giới nhé, để khẳng định về chất lượng của những chiếc xe dòng Mercedes-Benz. Và giới thiệu với quý vị anh chị, đây là chiếc Mercedes-Benz C280 sản xuất năm 2005 và đăng ký lần đầu là năm 2007. Một chiếc xe còn rất là chất luôn, hiếm khi mà em mua được những chiếc xe như thế này. Và chiếc xe này đang được chào bán tại cửa hàng của em với giá là 285 triệu đồng. Một sở hữu một chiếc xe phân khúc hạng D dòng xe sang. Và em sẽ quay phía ngoài đầu tiên cho quý vị anh chị xem nhé. Về phần phía trước của chiếc xe thì hai cặp đèn này còn rất là đẹp luôn, gần như là mới. Và nhất là phía bên ngoài này, đằng trước này thì được trang bị thêm một cái rửa đèn pha nhé, hai bên hai cụm đèn rửa đèn pha nhé. Đây là một trong những tính năng rất là đặc biệt của dòng Mercedes-Benz. Và chiếc xe này mang biển Hà Nội. Quý vị anh chị nào ở Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh thì mua chiếc xe này về thì không cần phải mất thêm tiền biển nữa. Và không để quý vị chờ lâu nữa, em sẽ quay chi tiết chiếc xe Mercedes-Benz này cho quý vị anh chị xem. Về phần lốp của chiếc xe này thì là chiếc xe có dàn lốp khá là mới và na răng đúc còn theo xe. Xe sơn si còn zin đến 80%. Trời hôm nay cũng khá là tối rồi nên là em quay được cái mức độ này thì cũng không được đẹp cho lắm, nhưng mà em sẽ vẫn cứ quay lên để cho quý vị anh chị xem trước. Và quý vị anh chị nào quan tâm đến dòng Mercedes-Benz này thì hãy alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0947 535 262. Em Phúc sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị anh chị và gửi ảnh, gửi video trực tiếp về con chiếc xe Mercedes C280 này cho quý vị anh chị xem. Khẳng định với quý vị anh chị là chiếc xe này là cực chất luôn. Về mức độ tiêu thụ nhiên liệu thì chiếc xe này tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm 8 đến 10 lít trên 100 km. Và độ đầm, độ sướng, độ chất thì khỏi phải nói về dòng Mercedes-Benz rồi đúng không ạ? Một chiếc xe trang bị rất là nhiều option. Và bây giờ em sẽ quay sơ qua về và giới thiệu sơ qua về những option của chiếc xe này cho quý vị anh chị xem nhé. Và phía trong này là phần nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz sản xuất năm 2005 và đăng ký lăn bánh lần đầu tiên là năm 2007. Chiếc xe này trang bị rất nhiều option luôn. Xe thì gồm 6 túi khí. Ở đây, phần đầu tiên là chính là phần táp ly của phía gánh bên tài. Thì chiếc xe này cũng đã có ghế chỉnh điện và 3 vị trí. Đặc biệt là chiếc xe này còn có cả sấy ghế nữa, có cả điều chỉnh cái phần nót đầu, gối đầu này bằng điện này. Điều chỉnh lên xuống cũng bằng điện luôn nhé. Đấy, điều chỉnh luôn cho quý vị xem, chị xem này. Đấy, điều chỉnh điện, ghế điện. Tất cả điều chỉnh điện hết. Vô lăng cũng điều chỉnh điện cả. Đây, vô lăng điều chỉnh thụt thò, 8 hướng đều điện cả nhé. Đây quý vị anh chị có thể quay ở góc độ này, quý vị anh chị có thể nhìn thấy là vô lăng điều chỉnh điện này. Đấy, em đang cho vô lăng thụt xuống nhé. Vô lăng lên xuống đều bằng điện cả. Chỉ cần một động tác nhỏ quý vị anh chị gạt cái một cái nút ở dưới này thôi thì là quý vị anh chị có thể điều chỉnh được cái vô lăng của quý vị anh chị rất là dễ dàng lên xuống. Đó. Rồi ok, đấy là một tính năng cũng rất là hiện đại của chiếc Mercedes-Benz. Gương kính chỉnh điện nhé. Và cũng như là dòng BMW thì chiếc này cũng có cruise control. Đây là các cái phím điều chỉnh cruise control của chiếc Mercedes C280 này.
Và đặc biệt hơn, những chiếc BMW, chiếc xe này có thể giới hạn tốc độ. Quý vị, anh chị có thể đặt tốc độ tối đa là 70, 80 hoặc là 65 theo cái ý thích của quý vị anh chị. Và tiếp theo là phần đầu âm thanh của chiếc xe nhạc này. Thì phần giải trí thì có đầu âm thanh 6 đĩa được thiết kế ngay ở cốp phía bên phụ này. Đây, đây là đầu âm thanh 6 đĩa. Đầu âm thanh 6 đĩa hoạt động rất bình thường nhé. Đây. Nói chung là về dòng Mercedes này thì các tính năng thì rất là hiện đại. Trên vô lăng thì cũng được tích hợp bàn phím, tích hợp phím điều chỉnh âm lượng. Và các cái phím option điều khiển chức năng của đầu đĩa. Và thiết kế hơn các cái chiếc khác nữa là ở cái phần khóa này thì có thêm một phần khóa điều chỉnh ghế nữa. Quý vị anh chị muốn điều chỉnh ghế thì quý vị phải bấm vào cái nút khóa này nhé. Không thì là các quý vị không thể điều chỉnh được. Tránh trường hợp trẻ con có thể lên xe điều chỉnh rất linh tinh về cái ghế. Và đây là phần táp ly của bên phụ này. Khá đẹp đúng không ạ? Vì phần trần này vẫn còn trần nỉ, rất là đẹp luôn. Trần nỉ. Gương. Toàn bộ chức năng của chiếc xe này còn hoạt động bình thường nhé. Bật đèn cho nó sáng. Táp lô cực tươi, cực đẹp luôn. Rất là hiếm mua được những chiếc xe như thế này. Và chiếc xe này cũng đã được lắp thêm phần cảm biến lùi ở phía trên này rồi. Ok, và em sẽ phóng ra phía sau để quay cái toàn bộ các cái phần khoang phía trước để cho quý vị anh chị xem. Và nội thất thì còn cực tươi luôn. Tất cả phần khoang nội thất gần như là không có bất kỳ một vết lách nào trong cái khoang nội thất của chiếc xe này. Nội thất cực tươi và cực sang luôn. Phần mặt táp ly. Quá đẹp cho một chiếc xe chưa đến 300 triệu. Và đây chính là khoang toàn bộ phía khoang lái được nhìn từ phía sau. Ngồi phía sau xe thì nhìn về lên phía trước thì cảm nhận được cái độ sang trọng của chiếc xe Mercedes-Benz này. Nhấn mạnh với quý vị anh chị một chút là tất cả những quý vị nào đã đi dòng Mercedes, dòng B rồi thì biết rồi đúng không ạ? Đi rất là đầm, rất là thích luôn. Và phía sau có thêm một cái màn hình đầu đĩa DVD cho phần giải trí phía sau này nữa. Chiếc xe này, màn hình này vẫn hoạt động bình thường, rất là tốt nhé. Mà em không chìa khóa em để trong nhà rồi. Bác nào quan tâm thì em sẽ quay chi tiết và sẽ bật cái đầu này lên cho quý vị anh chị xem. Phía đằng sau này còn có thêm hai lò súp nhé. Hai lò súp phía đằng sau. Về chất lượng của xe thì bên em cam kết với quý vị anh chị nhé. Cam kết bằng biên bản với lại quý vị anh chị khi quý vị và bảo hành cho quý vị anh chị khi quý vị anh chị mua chiếc xe này. Chiếc Mercedes-Benz C280 sản xuất năm 2005. Ok, và em xin phép được tạm dừng video này tại đây. Quý vị anh chị nào quan tâm đến chiếc Mercedes này thì hãy alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0947535262 để được có giá tốt nhất ạ. Và nhà em cũng còn rất là nhiều xe nhé. Nhà em còn trên dưới 20 đầu xe nữa. Thì bên cạnh là chiếc xe Vios được sản xuất năm 2011 và chiếc này em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng. Chiếc Daihatsu Gentra sản xuất năm 2009 em đang chào bán với giá là 155 triệu.
chiếc Hyundai i10 sản xuất năm 2015 phiên bản số sàn màu bạc. Chiếc này đã được trang bị la răng đúc, màn hình cam lùi đầy đủ, và chiếc này em đang chào bán với giá 265 triệu cho chiếc xe Hyundai i10 sản xuất năm 2015 phiên bản số sàn. Vâng ạ, em xin kết thúc video tại đây, và quý vị anh chị nào quan tâm hãy đăng ký, chia sẻ và ủng hộ kênh mua bán ô tô Huy Phúc. Xin cảm ơn quý vị anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại và quý vị anh chị và các bạn trong clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn.